Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Điểm tin thanh niên do tỉnh đoàn Bắc Giang thực hiện. Trong tháng 9 năm 2023, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh thiếu nhi nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2023, 60 năm ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất, ngày 17 tháng 10 năm 1963, ngày 17 tháng 10 năm 2023, tổ chức tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 và chào đón năm học mới 2023-2024. Sau đây, hãy cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật trong tháng 9 năm 2023 của các cấp bộ đoàn. Trong 2 ngày mùng 6, mùng 7 tháng 9, tại trường chính trị tỉnh, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc, đối thoại với đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở. Trong không khí đối thoại cởi mở, hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tập trung các nhóm vấn đề đang được cán bộ đoàn cơ sở quan tâm như công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, vấn đề hỗ trợ thanh thiếu nhi tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, vấn đề bố trí, sắp xếp công việc cho đội ngũ cán bộ đoàn quá tuổi, các chế độ phụ cấp cho cán bộ đoàn ở cơ sở, các cơ chế phối hợp nhằm phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức đoàn, hội, đội trong trường học và trên địa bàn dân cư. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chủ động của các cấp bộ đoàn trong tỉnh, đồng thời quán triệt, giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp cần nêu cao tinh thần gương mẫu, không ngừng cố gắng, phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng chí giao nhiệm vụ cho các ban, sở, ngành tỉnh nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tối ưu, phù hợp nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho đội ngũ cán bộ đoàn trong thời gian tới. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lớp huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho hơn 200 cán bộ đoàn cơ sở đến từ các xã, phường, thị trấn, đoàn các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Thông qua lớp huấn luyện, các đồng chí cán bộ đoàn cơ sở được tiếp cận các chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn, kỹ năng nhận diện âm mưu, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Cũng trong khuôn khổ lớp huấn luyện, tối ngày 7 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi tỉnh Bắc Giang năm 2023. Cuộc thi được phát trực tiếp trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam và fanpage Tỉnh đoàn Bắc Giang, thu hút hơn 50.000 lượt tương tác của đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh. Đồng chí Trần Kim Anh, Bí thư đoàn xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang xuất sắc giành giải nhất tại hội thi. Chương trình phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất năm 2023 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương chủ trì phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2023 tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội với 263 đại biểu trẻ em tham gia. Đoàn đại biểu thiếu nhi tỉnh Bắc Giang gồm 4 đại biểu là những thiếu nhi tiêu biểu với kết quả học tập, rèn luyện tốt, tích cực tham gia các công tác đội và các hoạt động xã hội đã đại diện tiếng nói, nguyện vọng của hơn 250.000 thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh tham gia thảo luận, cho ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu, giải pháp tại phiên họp. Trước đó, sáng ngày 8 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh phối hợp cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp gỡ đoàn đại biểu thiếu nhi tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất năm 2023. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 9, hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ tư, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thể hiện quyết tâm, tinh thần xung kích trong chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh thực hiện khánh thành một công trình thanh niên cấp tỉnh, thắp sáng đường quê, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 3 nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, tổ chức trồng trên 8.000 và chăm sóc trên 50.000 cây xanh, thực hiện 3 công trình hàng cây thanh niên, đường hoa thanh niên.
trên 200 hoạt động vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan, khuôn viên, công viên, trụ sở cơ quan, thu gom xử lý rác thải, 15 điểm đổi rác thải tái chế lấy cây xanh. Tại xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức hội thi ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang năm 2023 nhằm tuyên truyền các chủ trương, quan điểm của tỉnh, của Trung ương về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào tuổi trẻ Bắc Giang chung tay xây dựng nông thôn mới và các giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam trao tặng công trình thắp sáng đường quê với tổng chiều dài 9 km, trị giá trên 300 triệu đồng. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2023, tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Niên, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi, đạt hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trên toàn tỉnh với nhiều dấu ấn thể hiện vai trò tiên phong, đi đầu của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Thực hiện có hiệu quả chủ trương 3 liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng. Sau hơn 3 tháng triển khai, các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh đã thành lập trên 1.500 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút 112.852 đoàn viên thanh niên tham gia thi công 287 công trình thanh niên, trên 4.900 phần việc thanh niên cấp cơ sở trị giá hơn 5 tỷ đồng. Với những kết quả trên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang vinh dự được Trung ương đoàn tặng bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Tại hội nghị, Ban Thường vụ tỉnh đoàn khen thưởng 12 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, ngày 21 tháng 9 năm 2023, Ban Thường vụ tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Giang trong lĩnh vực thanh niên tiên phong chuyển đổi số. Trong chương trình, nhiều nội dung được hai bên thống nhất như hỗ trợ thanh niên triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên, phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, phối hợp thực hiện thi công công trình phần việc thanh niên, an sinh xã hội, triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ưu đãi gắn liền với chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên. Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 7 năm 2023 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 tại thủ đô Hà Nội với 420 đại biểu trên khắp cả nước. Trong đó, Bắc Giang vinh dự có 3 đại biểu tham dự, đồng thời đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc, đó là đồng chí Hồ Hữu Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Toàn cầu, đồng chí Lưu Thị Phương, Phó Bí thư Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, vận động viên Vũ Su, đoàn viên xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Đây là những tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao, điển hình trong học tập và làm theo lời Bác đã được công nhận và xét tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ở cấp tỉnh giai đoạn 2020-2023. Tối ngày 26 tháng 9, tại quảng trường 3 tháng 2 thành phố Bắc Giang, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh chủ trì phối hợp tổ chức đêm hội trăng rằm với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ. Tại chương trình, hơn 2.000 thiếu nhi được tham gia rước đèn, biểu diễn lân sư rồng, tham quan các mâm cỗ trung thu, giao lưu với chị Hằng, chú Cuội, thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, tạo nên không khí đón Tết Trung Thu rộn ràng, thu hút nhiều người dân, trẻ em thích thú đi theo cổ vũ. Nhân dịp này, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh, nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh cùng các đơn vị đồng hành tặng 40 xe đạp trị giá 70 triệu đồng và 300 suất quà cho thiếu nhi vượt khó học tốt trên địa bàn thành phố Bắc Giang, huyện Sơn Động, Yên Thế, Lạng Giang trị giá gần 200 triệu đồng. Với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ, Tết Trung Thu năm nay được các cấp bộ đoàn, hội, đội triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút được sự tham gia đông đảo của các em thiếu nhi trên toàn tỉnh. Bên cạnh tổ chức các hoạt động truyền thống như múa lân, rước đèn, tìm hiểu về sự tích Tết Trung Thu,
giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng, phá cỗ Trung Thu, tham gia các trò chơi dân gian, trưng bày mâm ngũ quả, chương trình văn nghệ. Các chương trình còn hướng tới các hoạt động an sinh xã hội, quan tâm, hỗ trợ tới những hoàn cảnh thiếu nhi còn khó khăn, tạo nên không khí vui tươi nhưng đầy ý nghĩa. Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2025 đã diễn ra từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023 với sự tham gia của 110 đại biểu nhằm đánh giá, tổng kết công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020-2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2025. Đại hội Hiệp thương bầu Ban chấp hành khóa 9 gồm 13 đồng chí, bầu 1 đại biểu chính thức, 1 dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo phân bổ của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, tỉnh Bắc Giang có 4 đại biểu sinh viên tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong tháng 9, các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, chỉ đạo các đoàn trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tổ chức đại hội đoàn trường năm học 2023-2024, chỉ đạo hội đồng đội cấp huyện tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Đồng thời, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị lớn của tỉnh. Chương trình Điểm tin thanh niên tháng 9 năm 2023 đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.